Nếu như chúng ta thích nhỏ, thích gọn, thích hàng chất lượng cao mà vừa đẹp và cá tính thì chúng ta nên sở hữu một chiếc loa như thế này. Wow, đẹp thật. Một chiếc loa phải nói là về phong cách của chiếc loa này cũng là rất chi là đẹp. Một chiếc loa nhỏ gọn như này mà còn có giá còn đắt hơn cả những chiếc, thậm chí còn đắt bằng cả những chiếc loa bát 50 ở trên thị trường. Đương nhiên về chất lượng âm thanh của chiếc loa này thì cũng không phải dạng vừa rồi. Lắc 20 là một trong những mẫu loa nhỏ gọn. Đây là một trong những mẫu loa hàng xách tay mà chất lượng cao nhất, gần như là có giá thành đắt nhất trong tất cả các dòng loa kéo, loa hàng xách tay. Loa của hãng Beats thì chúng ta đều biết về tên tuổi và thương hiệu của Beats. Beats là một trong những tên tuổi thương hiệu mà có công ty lắp ráp ở tại Việt Nam. Có thiết kế từ màu mè và thiết kế của chiếc loa này khá là cá tính và độc đáo. Chiếc loa có màu vàng cam như thế này và tất cả bọc ngoài này của chiếc loa đều bằng chất liệu là da cao cấp. Về chất lượng âm thanh của chiếc loa này thì chúng ta vừa được nghe thử rồi. Chiếc loa này có chất lượng âm thanh khá là hay. Để so với dòng phân khúc loa Bass 20, dòng loa xách tay như thế này ở trên thị trường thì chiếc loa này hiện đang là một chiếc loa mà có giá trị cao nhất trong tất cả các dòng loa Bass 20 hàng xách tay. Với giá của chiếc loa này lên tới, giá niêm yết của công ty là 5.900.000 và bên em đang làm chương trình là giá chỉ còn 5.500.000. Với một mức giá này thì quả thật là chiếc loa này nó còn đắt ngang ngửa với những chiếc loa Bass 50 trên thị trường cơ. Không phải là những chiếc loa nhỏ đã là những chiếc loa rẻ tiền, bởi vì là nó còn phụ thuộc vào chất lượng âm thanh và tính năng của sản phẩm. Thì chúng ta đều biết về tên tuổi và thương hiệu của Beats rồi. Chiếc loa này thì có trọng lượng khá là nhẹ. Chiếc loa chỉ trọng lượng chỉ khoảng độ 8,8 kg. Và kích thước của chiếc loa này là 42 x 26 x 25. Tất cả các phím tinh chỉnh của loa được thiết kế ở trên đỉnh của loa như thế này. Loa đều có các tính năng, tất cả các tính năng của loa kéo đều thích hợp ở trong chiếc loa này. Như là bass, chest, có cả dì vật nhé. Dì vật khi chúng ta ca hát karaoke này, echo đầy đủ hết. Nó có khả năng kết nối bằng Bluetooth, kết nối không dây với điện thoại, máy tính và TV. Và đây là toàn bộ thông số của loa. Chúng ta có thể quan sát ở đằng sau của loa. Ở đằng sau của loa thì có các cổng như là cổng kết nối đàn guitar điện, cổng kết nối mic có dây. Ngoài ra loa cũng có các cổng kết nối USB, cổng kết nối thẻ nhớ để khi chúng ta đi ra những nơi chúng ta không có mạng thì chúng ta có thể cắm trực tiếp USB nhạc vào đây để chúng ta chơi nhạc, rất tiện lợi. Ngoài ra loa cũng có một cổng xuất nhạc, đó là audio out. Cổng này là kết nối jack 3.5 để chúng ta có thể xuất nhạc ra khỏi chiếc loa này. Thì chiếc loa này nó có tác dụng như là một nguồn nhạc, chúng ta có thể cắm trực tiếp tai nghe vào đây để chúng ta nghe, hoặc là chúng ta có thể xuất nhạc cho những thiết bị khác ở tại đây. Alo, alo, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4. Em đang thử về độ hút âm của chiếc micro khi mà chúng ta hát karaoke. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chiếc mic này rất hút âm và khi chúng ta hát karaoke thì nó rất nhẹ và sáng như thế này. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alo, 1, 2, 3, 4. Thì chiếc loa này với phụ kiện đầy đủ của chiếc loa này là cũng bao gồm hai micro không dây, mic bằng kim loại như thế này. Mic bằng kim loại như này để chúng ta có thể thoải mái hát karaoke
cùng với nghe nhạc, và chúng ta không chỉ nghe nhạc mà còn thoải mái hát karaoke. Chiếc mic này khá là đầm và chắc chắn, và đường nét của chiếc mic này khá là sắc sảo như thế này luôn. Và chiếc mic này cũng có khả năng reset tần số USF để lệch so với những tần số của những chiếc loa khác ở trên thị trường. Vừa thì em vừa đi giới thiệu về thông tin chi tiết thông số kỹ thuật của chiếc loa này. Chiếc loa này chính là chiếc loa của hãng Beats. Beats là một trong những tên tuổi thương hiệu nổi tiếng trong dòng loa kéo mà được sản xuất lắp ráp ở tại Việt Nam. Và model của chiếc loa này đó là chiếc loa này thì mẫu này vừa ra xong, đó là Lux 20. Và chiếc loa này có giá tới là 5.500.000 nhé. Một chiếc loa nhỏ bé như này không ai nghĩ rằng một chiếc loa này nó có thể đắt bằng cả những chiếc loa Beats 50 trên thị trường. Nhưng đương nhiên và chất lượng âm thanh của chiếc loa này thì cũng không thua kém gì những chiếc loa Beats 50 hàng giá rẻ đâu. Và chúng ta phải biết rằng là đối với rất nhiều khách hàng, về xu thế hoặc là về thị hiếu của khách hàng là chúng ta thích sử dụng những chiếc loa nhỏ ở những không gian nhỏ, thì khi đó chúng ta có thể nghe nhạc ở cái cường độ âm thanh nhỏ cho độ chính xác âm thanh nó sẽ cao và hay hơn so với những chiếc loa lớn hơn. Và chiếc loa này em nhắc lại là giá là 5.500.000. Anh em nào cần hỗ trợ tư vấn sâu hơn về chiếc loa này có thể alo trực tiếp cho em theo số điện thoại em để sẵn ở trên clip nhé.